lại nữa thiện hiện ông lại hỏi đại thừa như vậy là trụ ở đâu thiện hiện nên biết đại thừa như thế đều vô sở trụ vì sao vì tất cả pháp đều vô sở trụ là do chỗ trụ của các pháp bất khả đắc thiện hiện nên biết đại thừa như thế dùng vô sở đắc làm phương tiện để an trụ vô sở trụ thiện hiện ví như chân như pháp giới pháp tánh tánh chẳng hư vọng tánh chẳng đổi khác tánh bình đẳng tánh ly xanh pháp định pháp trụ thật tế cảnh giới hư không cảnh giới bất tư nghì chẳng phải trụ chẳng phải không trụ đại thừa cũng vậy chẳng phải trụ chẳng phải không trụ vì sao vì tự tánh chân như cho đến tự tánh cảnh giới bất tư nghì đều không trụ không phải không trụ vì sao vì tự tánh chân như tự tánh chân như là không cho đến tự tánh cảnh giới bất tư nghỉ, tự tánh cảnh giới bất tư nghỉ là không. Thiện hiện ví như cảnh giới đoạn, cảnh giới ly, cảnh giới diệt, cảnh giới an ổn, cảnh giới tịch tĩnh, cảnh giới vô sanh, cảnh giới vô diệt, cảnh giới vô nhiễm, cảnh giới vô tịnh, cảnh giới vô tác, cảnh giới vô vi, chẳng phải trụ, chẳng phải không trụ. Đại thừa cũng vậy, chẳng phải trụ, chẳng phải không trụ. Vì sao? Vì tự tánh cảnh giới đoạn cho đến tự tánh cảnh giới vô vi đều không trụ, không phải không trụ. Vì sao? Vì tự tánh cảnh giới đoạn, tự tánh cảnh giới đoạn là không, cho đến tự tánh cảnh giới vô vi, tự tánh cảnh giới vô vi là không. Thiện hiện ví như xác quần, cho đến thức quần, chẳng phải trụ, chẳng phải không trụ. Đại thừa cũng vậy, chẳng phải trụ, chẳng phải không trụ. Vì sao? vì tự tánh xác uẩn cho đến tự tánh thức uẩn đều không trụ không phải không trụ vì sao vì tự tánh xác uẩn tự tánh xác uẩn là không cho đến tự tánh thức uẩn tự tánh thức uẩn là không thiện hiện ví như nhãn xứ cho đến ý xứ chẳng phải trụ chẳng phải không trụ đại thừa cũng vậy chẳng phải trụ chẳng phải không trụ vì sao vì tự tánh nhãn xứ cho đến tự tánh ý xứ đều không trụ không phải không trụ vì sao vì tự tánh nhãn xứ tự tánh nhãn xứ là không cho đến tự tánh ý xứ tự tánh ý xứ là không thiện hiện ví như sắc xứ cho đến pháp xứ chẳng phải trụ chẳng phải không trụ đại thừa cũng vậy chẳng phải trụ chẳng phải không trụ vì sao vì tự tánh sắc xứ cho đến tự tánh pháp xứ đều không trụ, không phải không trụ? Vì sao? Vì tự tánh sắc xứ tự tánh sắc xứ là không, cho đến tự tánh pháp xứ tự tánh pháp xứ là không. Thiện hiện ví như nhãn giới cho đến ý giới chẳng phải trụ, chẳng phải không trụ, đại thừa cũng vậy, chẳng phải trụ, chẳng phải không trụ. Vì sao? Vì tự tánh nhãn giới cho đến tự tánh ý giới đều không trụ, không phải không trụ. Vì sao? vì tự tánh nhãn giới tự tánh nhãn giới là không cho đến tự tánh ý giới tự tánh ý giới là không thiện hiện ví như sắc giới cho đến pháp giới chẳng phải trụ chẳng phải không trụ đại thừa cũng vậy chẳng phải trụ chẳng phải không trụ vì sao vì tự tánh sắc giới cho đến tự tánh pháp giới đều không trụ không phải không trụ vì sao vì tự tánh sắc giới tự tánh sắc giới là không cho đến tự tánh pháp giới tự tánh pháp giới là không hiện hiện ví như nhãn thức giới cho đến ý thức giới chẳng phải trụ chẳng phải không trụ đại thừa cũng vậy chẳng phải trụ chẳng phải không trụ vì sao vì tự tánh nhãn thức giới cho đến tự tánh ý thức giới đều không trụ không phải không trụ vì sao vì tự tánh nhãn thức giới tự tánh nhãn thức giới là không cho đến tự tánh ý thức giới tự tánh ý thức giới là không thiện hiện ví như nhãn xúc cho đến ý xúc chẳng phải trụ chẳng phải không trụ đại thừa cũng vậy chẳng phải trụ chẳng phải không trụ vì sao vì tự tánh nhãn xúc cho đến tự tánh ý xúc đều không trụ không phải không trụ vì sao vì tự tánh nhãn xúc tự tánh nhãn xúc là không cho đến tự tánh ý xúc tự tánh ý xúc là không thiện hiện ví như các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra chẳng phải trụ chẳng phải không trụ đại thừa cũng vậy chẳng phải trụ chẳng phải không trụ vì sao vì tự tánh các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra đều không trụ không phải không trụ vì sao? Vì tự tánh các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra. Tự tánh các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra là không. Cho đến tự tánh các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra. Tự tánh các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra là không. Thiện hiện, ví như địa giới, cho đến thức giới, chẳng phải trụ, chẳng phải không trụ. Đại thừa cũng vậy, chẳng phải trụ, chẳng phải không trụ. Vì sao? Vì tự tánh địa giới cho đến tự tánh thức giới đều không trụ, không phải không trụ. Vì sao? Vì tự tánh địa giới, tự tánh địa giới là không, cho đến tự tánh thức giới, tự tánh thức giới là không. Thiện hiện ví như nhân duyên cho đến tăng thượng duyên chẳng phải trụ, chẳng phải không trụ, đại thừa cũng vậy, chẳng phải trụ, chẳng phải không trụ. Vì sao vì tự tánh nhân duyên cho đến tự tánh tăng thượng duyên đều không trụ, không phải không trụ? Vì sao? Vì tự tánh nhân duyên, tự tánh nhân duyên là không, cho đến tự tánh tăng thượng duyên, tự tánh tăng thượng duyên là không. Thiện hiện ví như vô minh cho đến lão tử chẳng phải trụ, chẳng phải không trụ. Đại thừa cũng vậy, chẳng phải trụ, chẳng phải không trụ. Vì sao? vì tự tánh vô minh cho đến tự tánh lão tử đều không trụ không phải không trụ vì sao vì tự tánh vô minh tự tánh vô minh là không cho đến tự tánh lão tử tự tánh lão tử là không